Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Channel. Ngày hôm nay, Gia Bảo Luxury sẽ đem đến một chiếc đồng hồ đến từ nhà sản xuất Antenna. Antenna có tuổi đời lịch sử hơn 160 năm thành lập và phát triển. Và từ đầu thế kỷ 21, để nhớ đến năm 1948, một dấu ấn lịch sử của hãng, nhà sản xuất Antenna đã cho ra mắt dòng đồng hồ 1948 thuộc bộ sưu tập nổi tiếng đem lại nhiều thành công cho hãng Heritage. Bộ sưu tập Heritage là sự kết tinh toàn bộ giá trị có trong lịch sử chế tác của Antenna, bao gồm những thiết kế đậm chất cổ điển dành cho cả nam và nữ. Và trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay là chiếc đồng hồ Antenna Matic 1948 Moonface Chronograph phiên bản vàng hồng size 39mm. Antenna Matic 1948 Moonface Chronograph được xem là chiếc đồng hồ chứa đựng gần như toàn bộ sự phát triển của giới chế tác bằng một cỗ máy thời gian với kích thước khá nhỏ gọn. Những tính năng cần thiết có ở trong chiếc Antenna này gồm như là bộ chỉ thời gian hoàn chỉnh. Ngoài bộ chỉ thời gian hoàn chỉnh, ba kim cơ bản còn là bộ điện thị ngày thứ tháng đi kèm với lịch tuần trang phức tạp và cả tính năng chronograph và bộ hiển thị 24 giờ riêng biệt. Và có lẽ điều làm nên giá trị cho chiếc Antenna Matic 1948 Moonface Chronograph là sự sắp đặt có tính toán các chi tiết trên mặt số, không quá bị chồng chéo cũng như là nhìn không rõ. Bảo vệ cho chiếc Antenna Matic ngày hôm nay là bộ vỏ khung dáng tròn cổ điển xuất hiện trong nhiều thiết kế của giai đoạn 1948. Và thực tế như đã nói ở trên, 1948 là dấu mốc lịch sử đáng quan trọng của nhà sản xuất Antenna, bởi đó là năm mà Antenna đã giới thiệu đến một chi tiết quan trọng, vòng bi có thể hỗ trợ hoạt động xoay của rotor đồng hồ. Và nhờ có chi tiết này, danh tiếng của nhà sản xuất Antenna đã nhanh chóng tăng lên trong ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ. Chiếc đồng hồ Antenna Matic 1948 Moonface Chronograph với bộ vỏ khung hết sức thanh thoát cùng những đường đánh bóng toàn bộ từ trước ra đằng sau. Hoàn thiện cho bộ vỏ khung là dây đeo da cá sấu màu nâu cùng khóa gập được làm với hai chất liệu vàng hồng và thép không gỉ. Và thực tế thì chất liệu vàng hồng đi với màu nâu của dây đeo chưa bao giờ sự lựa chọn kịch cỡm trong giới chế tác. Hơn nữa, ở mẫu Antenna Matic 1948 Moonface Chronograph còn xuất hiện trong phiên bản có bộ vỏ khung bằng thép không gỉ, dây đeo màu đen. Và khác với cả phiên bản có mang nhiều hơi hướng cổ điển trên tay Gia Bảo Luxury, thì phiên bản bằng thép không gỉ sẽ đem đến một cái nhìn mới mẻ cũng như là hiện đại hơn một chút. Với bộ vỏ khung vàng hồng này thì chiếc Antenna Matic trên tay Gia Bảo có thể chống nước ở dưới độ sâu 30m. Bên trong bộ vỏ khung bằng vàng hồng là mặt số bạc được gói gọn trong kích thước 39mm của bộ vỏ khung. Và thực tế thì đây chính là một thử thách cũng như là một thành công của nhà sản xuất Antenna khi dung hòa được toàn bộ các chi tiết với nhau. Mặt số 39mm không hẳn là quá bé đối với một chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng đây lại là một trở ngại nếu như có quá nhiều chi tiết ở trên đó. Và chúng ta hãy cùng nhau khám phá mặt số của chiếc Antenna Matic. Với màu số bạc, một tông trầm lạnh khá là dễ để nhà sản xuất có thể điểm lên trên 31 con số Ả Rập màu đen tại vòng ngoài cùng làm chức năng điểm ngày trong tháng. Với kim trung tâm màu vàng có đầu hình trăng khuyết vươn đến từng con số thì việc xem ngày trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thêm nữa, nhà sản xuất còn trang bị cho chiếc Antenna Matic 1948 hai ô cửa sổ báo thứ và tháng nằm tại góc 12 giờ. Và để tiện theo dõi kim giờ, chiếc Antenna Matic 1948 được trang bị thêm một mặt số phụ góc 9 giờ với sự hoạt động của hai kim độc lập. Thứ nhất là kim alpha với chiều dài nhỉnh hơn sẽ đếm 60 giây. Còn kim vàng hình mũi giáo với chiều dài ngắn hơn sẽ hỗ trợ việc xem giờ trong phạm vi 24 giờ. Tức là chúng ta có thể phân biệt đây là khoảng thời gian sáng hay là tối. Chúng ta sẽ chỉnh giờ, ngày, tháng và lịch tuần trăng qua đúng chỉnh giờ tại góc 3 giờ. Riêng lịch tuần trăng còn có thể điều chỉnh qua một khe chọc tại góc 10 giờ ở sườn bên trái của bộ vỏ khung. Trước hết, để điều chỉnh thời gian như là giờ và phút thì chúng ta buộc phải kéo núm chỉnh giờ ra nấc ngoài cùng gồm có hai nấc, hiện tại đang là nấc ngoài cùng để điều chỉnh giờ.
Để có thể phân biệt được là ban ngày hay là ban đêm thì chúng ta có thể căn cứ vào mặt số phụ tại góc 9 giờ. Sau khi chỉnh giờ được thành công thì chúng ta sẽ ấn vào một nút để điều chỉnh ngày và lịch tuần trăng. Với nấc này thì chúng ta sẽ thoay núm theo chiều ngực chiều kim đồng hồ để điều chỉnh ngày. Với kim quyền trượng kéo dài đến các mốc chỉ giờ số Ả Rập ở vòng ngoài cùng thì việc xem ngày là điều đơn giản. Điểm bất tiện ở đây là chúng ta sẽ không thể điều chỉnh được lịch tháng trực tiếp mà phải chỉnh gián tiếp qua lịch ngày. Như vậy là cứ qua 31 ngày thì tháng sẽ thay đổi. Còn để điều chỉnh lịch tuần trăng thì vặn ngược lại núm theo chiều kim đồng hồ để có thể theo dõi được hình ảnh di chuyển của mặt trăng di chuyển chính xác nhất. Và đóng ra là kết thúc. Chiếc đồng hồ này cũng được trang bị cơ chế lên gót tay. Riêng tính năng chronograph được thực hiện bởi hai nút bấm ở góc 2 giờ và góc 4 giờ. Nút bấm 2 giờ sẽ kích hoạt hệ thống chronograph bên dưới, đẩy kim dây chronograph trung tâm và kim phút tại mặt số phụ góc 12 giờ chuyển động. Và với chiếc Athena Matic 1948 Moon Space Chronograph này, mặt số phụ có quy mô trong vòng 30 phút 1 và được phân tách thành các khoảng 5, 10, 15, 20, 25, 30 rõ rệt cùng những vạch chia chi tiết. Đây là chức năng chronograph cơ bản, dễ sử dụng. Có một lưu ý đó là khi reset kim trở về vị trí ban đầu, chúng ta cho nên dừng quá trình đo bằng cách kích hoạt một lần nữa nút bấm góc 2 giờ rồi mới bấm nút góc 4 giờ để kết thúc quá trình. Không chỉ tỏa sáng dưới ánh mặt trời, Athena Matic 1948 Moon Space Chronograph cũng hết sức hữu dụng trong đêm tối khi nhà sản xuất Athena phủ chất phát quang lên hai kim, kim giờ và kim phút trung tâm kèm 12 cọc chỉ giờ bên viền ngoài của mặt số. Cung cấp năng lượng cho chiếc Athena Matic 1948 Moon Space Chronograph thực hiện đa chức năng trên mặt số là bộ máy tự động Athena 678. Về cơ bản, bộ máy Athena 678 được cải tiến dựa trên nền tảng bộ máy tự động ETA 7751, vốn nổi tiếng với tính năng vận hành bền bỉ mà lại vô cùng chính xác. Bộ máy Athena 678 có 28.800 nhịp một giờ và có khả năng cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ Athena Matic hoạt động trong vòng 42 giờ đồng hồ với sự có mặt của 25 chân kính. Về mặt hoàn thiện thì nhờ lớp kính sapphire trong suốt được trang bị ở phía nắp lưng, chúng ta có thể quan sát được các đường vân Côte d'Azur hay những đường vân tròn cùng các đinh ốc nung xanh kích thước lớn đã được đánh bóng bề mặt tỉ mỉ trên bộ máy. Trên đây là toàn bộ video chi tiết về chiếc Athena Matic 1948 Moon Phase Chronograph ngày hôm nay của Gia Bảo Luxury. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.